Có khi nào Free Fire bây giờ nó drop như vậy để nó quảng bá cho cái phiên bản B64 kia không? Để tí tôi trải nghiệm phiên bản kia tôi sẽ biết được. Bây giờ anh em cùng chuẩn bị cùng tôi trải nghiệm cái Free Fire phiên bản 32 bit bình thường mà chúng ta hay chơi đây. Thường thì phiên bản 32 bit nó sẽ nhẹ hơn phiên bản 64 bit. Vậy nên thường thì phiên bản này nó sẽ chơi mượt hơn phiên bản kia. Bây giờ cái bản đồ Free Fire làm lại nhìn nó kỳ quá ha. Đồ hạ thấp lên máy bay nhìn nó hơi sida nha anh em. Mình sẽ lên cái cổng này nha. Có hai người. Giả bộ đứng AFK các bạn. Giả bộ đứng AFK. Mình sẽ giả bộ AFK cho thanh niên kia ví dụ. How to bây giờ sẽ là một cái trò chiến thuật gọi là giả bộ đợi chờ. Thanh niên kia sẽ đứng nhìn mình đó, mình sẽ đứng nhìn thanh niên kia đó. Thằng chó mày lừa bố mày. Đấy, thanh niên này là ví dụ ở đây ạ. Thanh niên ngu ngơ, rất ngơ nha các bạn, thấy không? Người ta gọi đây là chiến thuật. Đấy rồi, quá là ghê gớm, chơi game phải vậy đúng không anh em? FF chỉ được có 80 mấy thôi nha. Boss nè. Không mất giọt máu. Ui ghê quá. Free Fire 64 BR. Được nhắc nhở là nên chơi Free Fire. Hiện tại tôi đang chơi phiên bản đó. Free Fire 64 BR 64. Tôi không hiểu nó là cái gì nhưng mà sau khi vào Free Fire để nó khuyên lên chơi phiên bản ứng dụng Free Fire này ở trên cái phiên bản đó thì tôi sẽ lên chơi thử coi có tốt không. Chào các bạn đến với Free Fire 64 BE. Và đây là phiên bản 64 BE. Làm sao để tôi chứng minh được cho các bạn biết đây là phiên bản 64 BE? Cùng nhau bật cái này lên và thấy đây là phiên bản BE64 và đây tôi đang sử dụng. Cảm ơn với FF được 90 nha anh em. Hãy cầu mong cùng tôi nào. Rồi, FF được 60 nha anh em. Trời ơi, chả khát mẹ gì cái kia anh em ơi. FF còn ba mấy luôn anh em ơi. Cứ vào FIFA là tự nhiên cái Bluetooth nó sẽ bị lắc xuống, giống như một lời quyền vậy. Thôi chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Nói chung là FIFA bây giờ nó hết tất dụng rồi. Ok.